đền Đồng Cổ. Đền Đồng Cổ thờ thần Trống Đồng, được vua Lý Thái Tông cho xây dựng vào năm 1028 tại thôn Nam, Đông Xã, Yên Thái, nay là số 353 Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Ngôi đền Đồng Cổ chính gốc nằm bên chân núi Khả Bao, làng Đan Lê, nay thuộc xã Yên Thọ, huyện Yên Định, Thanh Hóa. Theo sách Giã Sử Việt, Điện U Linh năm 1020, Thái tử Phật Mã, sau này gọi là vua Lý Thái Tông 1028 đến 1054, vâng mệnh vua Lý Thái Tổ dẫn quân đi đánh Chiêm Thành, dọc đường dừng chân nghỉ cạnh đền này. Đến giờ Tí, bỗng có tiếng vọng vang như sấm rền. Một vị thần cao lớn, mặc áo giáp, tay cầm binh khí hiện ra trước mặt Phật Mã và nói: "Ngài đi đánh giặc, tôi giúp một tay." Phật Mã đem quân đến Tân Bình, Quảng Bình thì đánh tan giặc, thắng trận trở về. Thái tử đến núi Đồng Cổ làm lễ tạ. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng năm 1028, trước khi Lý Thái Tổ qua đời một ngày, mùng 3 tháng 3 âm lịch, Thái tử được thần Đồng Cổ báo mộng sẽ có ba vị vương nổi loạn. Phật Mã vội cùng tùy tùng cấp tốc về kinh đô. Quả như lời thần, Đông Trinh Vương, Vũ Đức Vương, Dực Thánh Vương, Nhân Vua Cha Băng Hà đã đưa quân vào Cấm Thành. Do có phòng bị trước và có các tướng Lê Phụng Hiểu, Lê Nhân Nghĩa giúp nên Thái tử dẹp được vụ này. Chính sử ghi tiếp, ngay sau khi lên ngôi, Lý Thái Tông cho xây dựng một ngôi đền thờ thần Đồng Cổ ở bên Hoàng Thành và quyết định lấy ngày 25 tháng 3 âm lịch hàng năm để tiến hành hội thề tại đó. Trước đền đắp một đàn cao, trên bảy thần vị và các quan văn võ từ phía đông đi vào quỳ trước đàn, uống máu ăn thề: "Làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, thần minh chu diệt." Về sau vì hội thề trùng với ngày kỵ của vua nên chuyển sang ngày 4 tháng 4 âm lịch. Văn võ trăm quan, người nào vắng mặt sẽ bị phạt 5 quan tiền. Về kiến trúc đền Đồng Cổ, đền Đồng Cổ nằm trên khu đất cao trông ra khúc sông Tô Lịch, ven đường Thụy Khuê. Từ thế kỷ 20, khúc sông này bị thu hẹp dần và trở thành một rãnh thoát nước. Đền cũng đổ nát. Tuy nhiên, sau nhiều lần trùng tu, ngôi đền đã có đầy đủ các hạng mục: nghi môn, tả hữu vu, tiền tế, trung đường và hậu cung. Dáng vẻ hiện nay mang phong cách nghệ thuật kiến trúc thời Nguyễn. Cổng tam quan cũ xây lại theo kiểu nghi môn, tiền tế 2 tầng 8 mái. Đền Đồng Cổ và sự tích hội thề tại đây trải qua gần 1.000 năm, đến nay vẫn mang một giá trị văn hóa đặc sắc, thể hiện đức tính trung thành và lòng yêu nước. Bên trong đền Đồng Cổ còn giữ được 12 đạo sắc phong. Từ năm 1740 đến năm 1883, các niên hiệu Cảnh Hưng, Chiêu Thống, Quang Trung, Cảnh Thịnh, Thiệu Trị, Tự Đức. Ngày 31 tháng 1 năm 92, đền được công nhận là di tích lịch sử quốc gia. Hiện nay, đền lại tiếp tục duy trì lễ thề truyền thống. Mùng 4 tháng 4 âm lịch hàng năm, thôn Nam, phường Bưởi mở hội. Đây không chỉ là nơi nhân dân và đại diện chính quyền sở tại, mà còn là nơi đông đảo các du khách thập phương về đây tham quan lễ hội.